Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt trong Văn Miếu Quốc Tử Giám thuộc thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Nơi đây là một cái nơi mà thu hút rất là nhiều du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là các bạn sinh viên hoặc các bạn học sinh về đây để thắp hương cầu tài lộc và thi công thi cử. Minh Toàn đã có cái video cái lúc mà giá vé bao nhiêu rồi là đường vào đây như thế nào, thì Minh Toàn đã có video ở trong kênh này rồi. Nếu cô chú và các anh chị và các bạn quan tâm thì chúng ta có thể xem ở trong danh sách phát Hà Nội ngày nay để xem thêm về Văn Miếu Quốc Tử Giám nhé. Bây giờ là Minh Toàn xin phép đi một vòng ở trong khu vực trong này. Đây là cái bàn thư pháp. Đấy, bàn thư pháp. Nơi đây là có các bán cái tranh thư pháp. Và bên này thì bán các cái đồ lưu niệm. Đây, đây trong này mình thử vào xem này. Trong này bán cái gì nhá. Quạt này, đũa này, chuông này, đồ đồng này. Có cả sách nữa. Cành cành bằng là trong này cũng mà bán các cái đồ gì đấy. Đây là bến phía tay phải Mạn Văn Miếu mà chúng ta đi vào. Đây là đường đi phía sau Văn Miếu này. Văn thiết trong này là phía trong cung của Văn Miếu. Đây phải các cái đoàn du khách quốc tế. Đây là một con rùa, gọi là rùa gốm Bát Tràng. Linh vật thần Kim Quy được làm bằng gốm Bát Tràng, sáp vàng kiêu kỵ. Do hai nghệ nhân là Trần Độ, làng gốm Bát Tràng, và Lê Bá Trung, làng kiêu kỵ, kính dâng ngày 10 tháng 10 năm 2010. À, con rùa này được làm bằng gốm. Linh Toàn cứ tưởng là con này được làm bằng đồng, bằng vàng. Đây là phía trong hậu cung này. Đó.
câu cứ như thế này. Trong này thì ở đây là có các cái trống đồng Đông Sơn, đại lễ 1000 năm Thăng Long, trống đồng Đông Sơn. Bây giờ mình toàn là xin phép đi ra phía bên ngoài này một chút để cho các bạn nhìn thấy được phía toàn cảnh phía ngoài này. Phía bên trái của Quốc Tử Giám là bác bán các đồ lưu niệm, còn phía bên phải là bán gì thì chúng ta hãy cùng vào nhé. Trưng bày gì đây? À, đây là khu cho các con vẽ tô màu. Bây giờ thì trong này, trong xuân này có các cái cây, cây cảnh. Đây, cảnh như thế này, rất là đẹp. Minh Toàn xin mời cô chú các anh chị, chúng ta hãy tiếp tục, chúng ta đi tham quan phía sau một chút nhé. Đây, xin mời tiếp tục tham quan. Đây là phía bên mạn trái mà chúng ta tham quan, bên trái của văn miếu, và phía bên trái bên hông của văn miếu đấy là đây. Đây lại tiếp tục một cái cổng vào nữa. Phía trong này thì được bố trí giống như ở phía ngoài, mà trong cái hậu cung này thì Minh Toàn chưa biết được là như thế nào. Bây giờ Minh Toàn xin mời cô chú chúng ta vào phía trong này xem có gì trong này. À, trong này là bán các cái lưu niệm và xem biểu diễn nhạc vũ dân tộc. Cái này nó chống rung chị ạ. Đi nó em mua lúc mới ra là hơn 3 triệu, bây giờ nó hơn 2 triệu thôi. Cái này là ngày nào cũng biểu diễn hay là mình chỉ biểu diễn theo ấy thôi? À vâng, cảm ơn chị nhé. Dạ. Gia đình mình vào đây ngồi nghe đi. Vâng,
em đi có một mình để em đi quay vòng đã. Cảm ơn chị nhé. Phía trong này thì lưu truyền các cái ảnh này. Và đây là ai? Linh vật Nghê ở miếu, ở văn miếu Quốc Tử Giám Hà Nội. À, linh vật Nghê, con Nghê. À, con Nghê ở giữa, ở bên dưới của ngài. Đây, mình toàn sẽ mời cô chú anh chị chúng ta tiếp tục đi vào phía trong nhé, xem có gì phía trong. Trong này thì có một lư hương, nhà làm bằng gỗ, được làm bằng gỗ hết. Một lư hương nhà làm bằng gỗ, có bóng rất khá là đẹp. Đây là phía trong của hậu cung. Wow. Đây là toàn cảnh văn miếu. Wow, toàn cảnh văn miếu mà sao lại thả tiền vào nhiều thế này? Thả tiền vào nhiều thế này nhỉ? Không hiểu sao luôn. Ở nơi này có thắp hương đâu mà người ta thả tiền. Rất là lạ. Hành động này nó rất là lạ luôn. Thả tiền trong này không biết làm gì luôn. Đây, còn đây là trưng bày các cái đồ vật. Đây là đồ gốm nguyên tại thế kỷ 19 đến 19. Hiện tại là nguyên khí của quốc gia. À, nghiêng mực và ống đựng bút. Trong này có một cái tầng nữa, lên trên tầng. À, lập phần miếu Quốc Tử Giám đây các cô chú ạ. Năm Canh Tuất, niên Hiếu. Thần Vũ thứ hai đời Lý Thanh Tông. 1070 mùa thu tháng 8, làng Văn Miếu đắp tượng Khổng Tử Chu Công và tứ phối về tượng Thất Thập Nhĩ Hiền, bốn mùa cúng tế Hoàng Thái Tử đến học. Năm Bính Thìn, niên hiệu Anh Vũ. Chiều thắng thứ một đời Lý Nhân Tông. Năm 1076 chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám. Đây, và đây là lối xuống rồi, chúng ta lối lên là phía bên phải đấy cô chú anh chị nhé. Đây lối lên này. Ồ, đây có các cái ao quan. Ao quan. Đây áp quan gì đây? Đây là trang phục quan Hàn Hâm Liên, Hàn Lâm. À, toàn zoom lại một chút.
Trang phục của quan Hàn Lâm Viên thì độc vũ Duy Thanh, độ phó bảng khóa Tân Hợi, niên hiệu Tư Đức 4, năm 1851. Trang phục ở đây là trong này có một cái bảng là 46 vị trạng nguyên trong lịch sử khoa cử Việt Nam, họ tên, quê quán, năm thi. Đây, cầu thang gỗ lên đây, chúng ta lên trên này một chút nhé. Xem trên này có gì. Trên này là có thờ các cái chư vị. Alo. Chào anh Nhân à? Đến chưa? Hả? Anh đây là điểm cuối cùng rồi. Và toàn bộ đây là chúng ta đứng trên tầng 2, chúng ta nhìn xuống các cái mái ngói và nhìn ra phía trước. Bên hai bên có hai cái chuông. Đấy, chuông như thế này. Chuông đồng khá là to. Đây là toàn bộ phía trong hậu cung của văn miếu Quốc Tử Giám, và Minh Toàn cũng có cái video về phía trước văn miếu. Và để biết thêm, tham quan thêm toàn cảnh của văn miếu thì rất mong cô chú cũng như là các anh chị chúng ta hãy xem những video về văn miếu Quốc Tử Giám ở trong kênh trong danh sách tháp là Hà Nội ngày nay. Video này Minh Toàn xin phép dừng tại đây. Cảm ơn cô chú và các anh chị rất là nhiều để là người đầu tiên xem những video mới về Hà Nội nói riêng, Hạ Long nói riêng hay là về cuộc sống của Việt Nam. Rất mong cô chú và anh chị chúng ta hãy nhấn nút đăng ký để mỗi khi có video mới thì cô chú và anh chị được thông báo để chúng ta vào xem. Một lần nữa xin cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.